Đình Quang là người đá đứng trước quả đá phạt dành cho An Khang. Đình Quang vẫn còn dứt điểm lấy đầu và như vậy đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho An Khang. Người là có pha kết thúc vừa rồi đó là Lê Văn Tùng, pha xả bóng ở còn 2. Bàn thắng có phần đến hơi may mắn cho các thủ An Khang nhưng không sao cả, quan trọng đó là An Khang có được bàn thắng tỷ số đá phạt vừa rồi hay không mà thôi. Lúc này thì quan cách chỉ còn là một bàn thắng cho cao thủ Hopa Quảng Nam.